Chào 500 anh em. Mình đang có mặt tại một tỉnh miền núi Tây Bắc. Và đây là một buổi sáng rất đẹp. Hôm nay mình dậy rất sớm để cùng với bà con nông dân chúng ta cùng ra đồng tra lạc. Hiện nay bắt đầu mùa lạc nên là bà con ở đây tập trung, nhà ai cũng có người xuống đồng để đi ra để làm đất và tra lạc. Đây cũng là một cái hoạt động nông nghiệp bình thường thôi, nhưng mà qua một cái góc nhìn thì mình thấy là nó cũng có nhiều điều thú vị trong cái công việc tra lạc. Do vậy là mình đã ghi hình lại để giới thiệu với anh em cái quá trình để trồng hạt lạc như thế nào. Xin mời anh em. Đấy, sau khi cái máy cô kia cô ấy đẩy cái cày thành những cái rãnh này thì sẽ có người tra cái hạt lạc vào rãnh, sau đó thì một người đi để lấp đất lại. Bây giờ cũng có những cái máy nông cụ như là máy cày, máy bừa, máy phay, nên là cũng nhàn khối, đỡ hẳn như ngày xưa con trâu với cày thì mệt. Cái máy này nó đánh tơi đất lên. Ngày xưa có cái cày và người kéo ấy, kéo cày thấy trâu. Hiện nay thì đã có công ty xe đạp Thống Nhất tài trợ cho một chiếc bánh và lắp cái lưỡi cày vào, thế là đi ủi thôi. Là Mr. Đạt là có thể là lái cả máy cày động cơ và cả máy cày bằng cơm được. Cái lưỡi cày và gắn bánh xe này cũng là cái sáng tạo của bà con nông dân thôi, chứ trước thì không có. Đây là mình cũng tham gia vào công đoạn, gọi là đây là gì? Công đoạn tra lạc à? Đấy, bây giờ mình đi lấp lạc. Lấp lạc này cũng phải cần kỹ thuật lắm ấy, đùa thôi. Giờ giải lao của các bác làm cái điệu úc. Ở đây người dân họ hút điệu úc nhé, không phải như điệu cày như mình. Không hút điệu úc mát. Vâng. Hút điệu cày nóng khổ lắm. Điệu úc nó nhiều nước hơn. Nhưng mà không biết hút cái điếu này xì phát thì lại bay vào mặt. Mà nó hút vào mặt bay luôn. Vâng. Cái này thì nóng lắm.
đáp diện rồi thì chỉ có cần mệt mệt là chỉ cần hút đi và là cảm thấy làm việc nó khoái lắm. Nhưng mà cháu tưởng là hút vào thì nó mệt chứ, hóa ra hút vào lại đỡ mệt à? Các bác ấy còn hút thuốc lào cho đỡ mệt này, anh em thanh niên thì coi chừng. Hút điếu hụt này cũng phải quen điếu mới hút được. Cháu thử mấy lần nhưng không hút được. Nhưng mà thuốc lào trên này cháu thấy có vẻ nhẹ nhẹ. Thuốc ở dưới kia hay hút thuốc hạt đỗ thì nó nặng lắm. Hút hạt đỗ ở Hải Phòng thì nặng. Em bé đang đi lấp đất lại này. Nói chung công việc thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà ra đồng cùng mọi người thì nó vui.